Dương có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Em là Dương, học lớp 8 ở trường trung học cơ sở Kim Gia. Thế Dương vẽ màu nước từ bao đã lâu chưa? Được bao lâu rồi? Em vẽ màu nước bắt đầu từ lớp 7. Trước đấy em có vẽ gì khác không? Trước có vẽ các loại khác không? Em thích cơ, nhưng mà em vẽ màu sắc màu thí các kiểu. Thế như thế nào mà em lại tìm đến với cả màu nước? Đầu tiên là mẹ em quen một cô khách hàng, cô ấy vẽ rất là đẹp, đẹp lắm. Xong rồi mẹ mới đưa em đến nhà cô ấy chơi, thì cô ấy hướng cho em, dẫn cho em vẽ màu nước ấy. Lúc đấy em thấy kiểu cứ lấy trông trông nó cứ lạc loa mà thế. Thế hả? Xong rồi tiếp theo đấy thì em cũng chỉ có một bộ màu nước, xong rồi vẽ ở nhà thôi. Xong rồi lại thêm một cô nữa, cô học ở cơ bản ở đây. Cũng bạn mẹ luôn. Cũng bạn mẹ luôn. Xong rồi thế là em cho em đi học khóa một lớp cơ bản. Lúc đầu ấy kiểu vào lớp một nước toàn các anh chị lớn, toàn các anh chị đại học ấy. Xong rồi cứ quen dần mấy các anh chị, thế là người thân, người vui. Xong rồi học một nước thì chị Thúy Anh cũng vui tính ấy. Rồi cũng sắp thi tốt nghiệp cấp 2 rồi. Cái việc học của em có bận rộn không? Có phải đi học thêm hay là học ở trường nhiều không? Và làm thế nào mà em vẫn có thể dành thời gian cho màu nước? Điều gì đã làm em quyết định là có dành thời gian để vẽ màu nước vậy? Thì ở trường em cũng không có làm nhiều. Đến với cả màu nước thì nó cũng giúp ích rất là nhiều cho em trong 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 việc học. Cụ thể là nó giúp em như thế nào? Giúp đầu óc em thoáng hơn, nghĩ là thoáng hơn. Học toán, học văn, nhất là học văn ý. Học nghĩ nhiều lắm, cứ như thế luôn là thôi. Vừa đi học vẽ vừa được chơi. Thế à? Những cái ngày đầu chị nhớ khi mà Dương mới đến ý, thì Dương rất là rụt rè, nhút nhát, ít nói. Còn bây giờ thấy khác rất nhiều đúng không? Bởi vì thời ấy nhiều anh chị lớn quá chẳng phải ai với em cả. Nhưng mà em vẫn thấy hợp. Cũng không liên quan đến tuổi tác nào, các anh chị cũng dễ thương. Để chia sẻ với cả những cái bạn cùng tuổi, cùng lớn tuổi với cả em ý, đối với cái sở thích màu nước này thì em có muốn nhắn nhủ, gửi gắm gì đến các bạn thì không? Thật ra thì các bạn cũng thích lắm. Nhưng mà kiểu sợ bố mẹ, xong rồi sợ điểm số bị tụt đi nên là không theo được màu nước. Tôi mong ước là bố mẹ các bạn sẽ hiểu cho các bạn cái sở thích. Thì các bạn sẽ không phải học nhiều nữa, mà có thể tự do về sở thích của mình, không bị áp lực về việc học nữa. Có nhiều phụ huynh kiểu quá trọng về điểm số của các con ý, nên là các bạn cũng phải học nhiều lắm. Bây giờ cứ cho nó thích thì làm đấy thôi, còn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như nếu mà bị bắt buộc thì các bạn sẽ không có hứng thú, các bạn sẽ kiểu không tự giác nhiều ấy. Một khi đã thích rồi thì có thể tự lên mạng tìm kiếm, không cần phải học thêm đâu. Học là khi mà em đã thích vẽ rồi là tự em sẽ biết cách để sắp xếp thời gian của mình hoàn thành việc học và dành thời gian để vẽ đúng không?
thấy nó hiệu quả hơn rất nhiều đúng không?